giải thưởng Làn Sóng Xanh 2022 dành cho gương mặt mới xuất sắc. Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Giải thưởng Làn Sóng Xanh dành cho nam ca sĩ được yêu thích nhất. Mọi người nghĩ ai ạ? Đối hình bắt chữ. Đối hình bắt chữ nha. Dạ xin mời ạ, mình diễn tả tí xíu để dự đoán ạ. Diễn tả dự đoán nè. Dạ. Ủa? Sao diễn tả gì mình phụ nữ mà diễn tả ghê vậy? Dạ em xin lỗi. Anh biết em đã có người ở gần bên, nhưng em sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ anh. Mưa giông bão tôi chẳng quan tâm đến ngày đêm, cái gì tình đây cho nó biết sao thầm nhớ mong anh. Baby, 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 một nơi.